Xin chào cả nhà đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Cả gia đình mình chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Hôm nay đi cả nhà theo dõi nhớ xem coi là Dũng sẽ làm cái gì đây nha. Hôm nay là không phải là 7 giờ nữa nha cả nhà. Hôm nay là gia đình mình sẽ là cưa cây dừa này. Cây dừa này thì nó muốn hư rồi cả nhà. Nó không còn tốt nữa. Có hai bữa nay gia đình mình cưa cây dừa này xong rồi sẽ lấy cô hũ dừa để là chế biến cái món ăn thịt dừa nha cả nhà. Sẵn tiện thì cái thằng dừa thì cậu hai sẽ làm. Cậu hai làm thịt bò. Làm chuồng bò. Làm mấy cái nón lên làm chuồng bò. Đây, bây giờ vô út đeo lên để mình cột cái dây đi mình gậy nha. Gậy về cho nó ngã về phía bên này nha cả nhà. Còn nếu như mà nó ngã về bên kia là giường của người ta nha. Mình cưa á, thấy mấy người ta cưa á. Đây, qua đây. Cô Hương thì do là trời cũng sắp mưa nên là cô Hương mình gom mấy củi này vô để tí xíu mình chậm nha. Để mình để ngoài mưa mình ướt mình chậm không được. Không hiểu rồi. Chị ôm mớ này chị ôm mớ không hết. Cửa này củ này là củ dừa cả nhà. Hiện tại là bây giờ cũng gần tầm 10 giờ cả nhà. Trời hôm nay nó ui ui quá, nó chắc sắp vô mùa mưa rồi quá. Cây dừa này mình đốt dừa nó trái nó xấu mà nó bị sâu quá trơn, sâu trái chứ. Sâu trái cả nhà, trái này ăn cũng được. Người ta lại người ta mua, người trái nhỏ người ta bỏ. Giờ mình có cái máy này tiện chứ hồi xưa thấy xưa mà không có máy thì người ta thì cũng chết luôn. Dừa lâu quá già luôn cả nhà. Dạ. Nó cứng á. Cây này là chết trên mười mấy năm rồi Út. Cây này hả? 50 năm. Mấy chục năm. Vậy hả? Cây này cây dừa này có cậu hai nói tuổi đời có nay trên 50 năm đấy cả nhà. Cậu hai nhỏ là có cây dừa này đó. Hôm nay cậu hai 45 tuổi. Nó quá già. Bây giờ mình để mình chặt chụm cũng được. Phơi á, chặt lên phơi. Dừa nó bị sâu trái, cái cọng tươi này cả nhà mình bó chổi cũng được á. Bây giờ mình như gì nè cả nhà, rồi mình để cũng đâu bán. Không muốn được mà cũng không bán được. Nó già quá cả nhà rồi nó không có cho trái được nữa. Bây giờ mình dọn mấy cái tàu lá này để mình lấy cổ hủ nha. Hôm nay cả nhà nhớ đón xem tới cuối clip là mình làm cái món gì nha. Món gì là bằng cổ hủ dừa nha. Để nó vừa khô lại. Bữa nay mập có dữ. Bữa nay mình mời cả nhà theo dõi nhóm mình bữa nay dùng cái củ hủ dừa này để làm món gì nha cả nhà. Xin đúng mệt. Món này là cũng đặc sản ở miền Tây mình nữa cả nhà. Cái dừa nó còn xấu mà. Bữa nay không có là bánh xèo. Bây giờ mình phải dọn mấy hết mấy cái tàu đá này mình mới lấy được củ hủ dừa nha cả nhà. Thường á thì cổ hủ dừa, cây dừa nào mà bị đuông ngang á là nó sẽ không có hủ, cổ hủ nha. Còn cây dừa này thì nó không có bị đuông ngang nên nó có cổ hủ. Cây dừa nó mới có lớn mà lớn tuổi nó hơn cậu hai. Đại ca thấy có dừa đó. Tới giờ nó bị đẹp á, kiểu bị đẹp rồi bị sâu nữa. Kiểu già nó thọ quá trời, cái nó không có cho năng sức nữa cả nhà. Vậy là mình cưa đó cũng đáng rồi ha. Thấy vậy chứ bữa ngoài thì nó xấu xí với mình trồng nó cũng nhiều mấy cái dược. Cưa vậy nay nó xấu rồi. Mà lấy thì nó trồng ngoài đẹp. Nay này cưa vậy tội sống mà không ai mua nè. Chỉ một bên trong này cũng vẫn vậy đó, mình bữa nay mình cưa nó cũng giúp cho mình làm được nhiều việc chứ không phải là mình cưa mình lấy cô hủ không đâu. Cây dừa này là
của cậu hai lấy ăn cái đậu làm chuồng bò đó nè. Chuồng bò. Cái hũ nó có bao nhiêu đây nè cả nhà? Lấy cái hũ đi. Lấy luôn đi mình dắt vô. Bên cái đây đây. Năm 50 năm mà cái hũ của hũ nó lớn vậy đó. Không anh ba, nhưng mà nó rất ngon nha. Béo không? Béo dữ lắm. Vừa càng già hung là cô hũ béo hung đó. Đây. Cả nhà biết không, mình là mình cắt dưới phần dưới này nè đó. Nếu mà mình cắt lên cao á, mình lấy mình sợ nó phạm vô cổ hủ của mình á. Anh Mập có nghe nói là thôi quá, anh Mập đi nấm về đánh kiếm đi. Anh Mập có nghe nói là tôi có cái đau rồi đó, lộ cái đau ra nè, cái đau rồi đó. Anh Mập có đau rồi. Cây đào đó. Ở mặt hồ, hồ đó anh Mập có chơi kiếm đào này không Mập? Còn muốn sao Mập? Quá một cái. Nó thấu luôn quá. Lũng không lũng. Nhọn lắm á. Không, không lũng đâu, đào chứ không lũng. Bởi vì cái này nó mềm mèo. Cái này giống cây đào thì sao? Giống cây đào kiếm hiệp á cả nhà. Giống hay ta thì nè. Giống á. Đẹp á. Chị tối nay Mập đem đi mùng thủ thân. Lưỡi mèo, lưỡi mèo. Mất cái Mập rồi, phải nói gì ta? Lưỡi mèo. Lưỡi mèo Mập. Lưỡi mèo mà hơi dài. Mềm. Ở trong mới ngon hơn, nó béo hơn. Ngoài nó hơi già. Cậu hủ ơi, cây dừa mình lấy được cậu hủ mới lớn này cả nhà. Chưa đó, chưa đâu, còn nữa, còn lọc nữa. Cái dừa nó quá nhỏ rồi ta. Còn cái cậu hủ dừa này nó già, nó béo hơn. Béo hả? Anh Mập có nghe nói là rừng càng già càng cay không? Đó. Cái gì đó? Cái đó mới béo đó. Để Mập vô đậy phơi xi măng cũng được cả nhà. Cái lưỡi mèo này mình để tặng cho mà hai cây đào. Cái lưỡi mèo này là nó sẽ chừng nó lớn á cả nhà, nó sẽ tạo ra cái bùn dừa nha. Lưỡi mèo này nè, mình cắn thử. Ngọt quá, giòn ngọt lắm cả nhà, béo luôn. Bữa nay thì mấy chú làm chòi làm nhà cả nhà, cũng có lại làm nữa nha. Thì đang bữa nay mình đang đổ mấy cái miếng để lót nền đó. Mưa. Cái này là mình đổ 8 miếng đan thôi cả nhà, một miếng vậy là mét rưỡi, mét rưỡi. Đang nữa mình lót nền ha. Cái này đan này lót lót sàn đó. Lót sàn. Lót cái sàn ngoài mấy mưa đó nha, mình làm cái sàn ra ngoài mưa. Cái nền trong đây là chán xi măng. Chứ mà chọn tay là hơi đúng à. Chứ không có cái máy này chọn tay không? Chọn ra khói đen. Cái máy thì chỉ đó nè. Cái hồ đá chọn nặng đó. Thank you.
bữa nay trời mưa mặn được cả nhà, kéo vô trời hết. Tối này mưa đầu mùa đi soi ếch luôn Út ơi. Tối đi soi ếch á, nếu mà ếch không có mình cũng chụp được mới nàng tiên à. Dạ. Yeah. Không mà phải bự mới được. Bự hơn. Bự tối đi soi ếch á. Không, ý là nói là mưa lớn á. Mưa lớn á. Ếch nó ra mới giữ. Mưa lớn là tối đi là ếch ra đó. Nếu mà mưa bữa nay lớn rồi mình sẽ rủ anh Mập với cậu Hai thì bắt ếch nha cả nhà. Thôi rủ hết mấy anh này ra mình dí hết trơn cái cánh đồng. Vậy cái trời hết nhà bây giờ mình đợi tạnh mưa xong mình mới làm tiếp nha. Bây giờ do là đã hết mưa lâu quá, bây giờ gia đình mình là làm bữa cơm trưa luôn cả nhà. Đã hết mưa này nó mưa dầm quá, nó kéo dài nên là bữa nay anh Mập tiếp tục hy sinh một con gà nữa. Con gà trắng của anh Mập. Hôm nay mình làm gì đéo liệu? Cái này mình làm món gà hầm của Hú Dừa đi cả nhà. Cái món này nghe lạ, con đó giờ chưa ăn luôn á. Nghe lạ ha. Mập, nghĩ chắc nó ngọt đó. Mập còn thấy lạ đó chị con. Mập nó nào giờ có ăn củ hủ xào, củ hủ làm bánh xèo thôi chứ chưa ăn củ hủ của hầm. Nó chắc nó cũng tựa tựa như măng tre vậy đó. Nó cũng như măng tre đó. Mà có thể ngọt hơn măng tre nữa. Cái ngọt. Ừ, cái măng ngọt hơn măng tre. Cái lá này mình cũng ăn được đó. Ngọt không ăn che. Đây cả nhà. Cái cầu hủ của mình nó cả nhà ơi, bữa nay mưa nhỏ chứ không phải mưa lớn, hôm nay cả nhà thấy nhóm mình sẽ tắm mưa trong nhà. Cũng hơi là mang nước áo. Rồi anh bằng gà đó, em sắc cầu hủ. Ông trời ông cũng thương em. Chứ phải mà mưa lớn là mấy chị em tắm mưa. Giờ nó cũng tạnh nè. Trong nhà. Cũng may mắn quá. Mưa có chở cho mấy chú nợ hồ rồi. Mà cơm cũng chín rồi. Nằm gì ổng vệ sinh bà già nuôi do ông đó ông về cho nó bự nọ nọ có gà không cho con Mập ơi xin bậy coi quá ổng đâu còn bốn con gà trống lỗ mẹ vậy hả không thôi để bán đi ha bán hả để mình làm thịt biết sao mua không vậy là được bốn gà trống bốn gà trống bự vậy chào các tình yêu đây nọ chưa chào các tình yêu kìa ông đó hả không chào các tình yêu chào các tình yêu mấy con ơi bà già dữ lắm rồi nghe con ơi bữa nay si gì cả nhà mình si cả nhà hôm qua anh Mập về bển rước nội qua đây ở với tụi mình nó đặng tiện đi khám cho bệnh cho nội á đi chích bồi dưỡng rồi với thuốc đồ cũng bồi dưỡng thêm ở đây cũng gần trạm rồi. Ở đây thì bên đất liền á không dài đi mần quá trời mần mà 95 tuổi rồi còn đi vườn 95 rồi con ơi chi vậy gần đây rồi dịch hổng ngày cũng hơi phức tạp lại rồi để ổng ổng là con chở nội đi chìm nước biển nha giờ người ta không mấy chỗ ba bệnh viện đó người ta không có nhận cô Hương chuyển thì chở lên chặn á phải rồi ha chở lên chặn á chiều con chở thôi lên chạm nha coi người ta có chìm nước biển không làm chai nước biển đi cho nó khỏe rồi vô hát rồi tặng khán giả cầu cũng làm chai bia hay ốm quá rồi bữa nào không cầm tay nè đâu có ăn gì đâu không có ăn gì chưa đừng không dài yếu rồi đó cho biết nghe ba yếu luôn rồi đó 4-5 ngày tay của Hương tay của Hương bự tay của nội còn một chút rồi bữa nay yếu luôn đó cho biết nghe đi làm cho giữ đi yếu lắm rồi đó hết bệnh rồi vậy không có đi làm nữa nha do là cái củ hủ nhỏ cái nhà nên là mình sắt nhỏ nhỏ vậy nè để mình hầm nha mình hầm nó như là măng tre vậy đó cái bằng lá non đó là mình cũng ăn được nha nó non quá trời luôn cả nhà nó nhỏ chứ nó non lên tới trên nó giòn lắm cái nhà nó giòn mà nó béo mình ngâm nước vậy nè cả nhà cho nó đừng có bị đen á nó nhỏ chứ nó non dữ lắm cái này mình ăn nó cũng có hỗ trợ mình nhiều lắm cho cơ thể mình nữa cả nhà có gì vậy béo là gọi bằng gì dinh dưỡng hả chứ hồi đó giờ mình lấy hết trơn rồi cái nhà mình chỉ bỏ một cái phần vỏ ngoài nó già thôi tự nhiên mình lấy hết luôn non nhà mà mới chèo thôi có nhỏ con mình mặc đằng lụi nè vậy mà cái giỏ vàng nè da Mập chút hai Mập chút anh Mập anh Mập cho ăn bắp không
hôm nay mình làm thêm một cái món nữa là gà chả tớt đi. Hôm nay cũng định đi đi ruộng để mình tắt mương cả nhà. Nhưng mà do là hôm nay mấy chú thợ còn làm thêm buổi nữa nên là ở nhà mình coi với lại mình làm một bữa cơm trưa mình ăn luôn. Bữa nay không có mua đồ ăn cả nhà, mình bắt gà nhà nuôi á. Phần giò cổ lòng rồi nè, mình hầm miếng canh nè, có nước rồi nè, ăn cơm mà cũng ngon. Sả cũng thơm, gà với mình sao nữa. Gà hôm nay chắc được ký quá. Gà không lớn cả nhà. Chắc đủ mấy anh em ăn bữa cơm. Không đủ thì binh thêm khô. Đủ thôi. Giờ nước nó sôi lên thì mình sẽ cho củ hủ dừa vô cả nhà. Nhìn nó như măng tre vậy ha. Giống như măng tre. Lấy lá, lấy gốc rồi luôn nè. Bữa nay ăn thử rồi coi nó ngon hay sao. Đó giờ chưa có ăn cái món này. Ăn xào, ăn làm gỏi chứ chưa có ăn hầm. Mà mình hầm gà chắc nó ngọt lắm nè. Hôm nay mình xào để gia vị nó cũng thấm rồi. Giờ mình cho nước vô. Bà ơi. Đây bà còn hôm nay bắt con si rồi cả nhà. Ăn đi bà bác. Ăn có nửa chén vậy. Trời ơi bao nhiêu mà không hết. Thì bây giờ gia đình mình cũng chuẩn bị xong bữa cơm trưa với hai món là gà hầm củ hủ dừa và cái gà xào sả ớt. Bây giờ mời cả nhà cô chú anh chị cùng dùng chung với cả nhóm Hương Cù Lao nha. Mời cả nhà nha. Cơm. Nãy con có nấu hai cục nạc để gấp cho nội. Nội nội không ăn. Nội ăn miếng đi. Không có nhức đâu nè, ăn đi. Có nhức con nhức cho. Nội có nhức con nhức cho. Có nhức con chịu à. Ăn đại đi, không sao đâu. Ăn vô mà còn. Ăn để con gấp cho bà bác miếng con ăn đi thôi. Này hầm mềm. Ăn đi cô hai. Mà cái nhà ăn với mập nha. Tính bữa nay mưa lớn lên thì rủ con hai đi bắt ếch rồi, kiểu mưa kiểu này nhỏ quá, mưa kiểu này hư công chuyện hết trơn. Mà cả nhà dùng cơm à, ngọt quá. Ăn thử củ hủ dừa hầm mà cả nhà nha. Sữa giờ có ăn củ hủ dừa xào chứ ngọt quá, ngọt ngọt mẹ này béo à. Cái nước mà mình nấu nó dai như cái nước măng vậy đó cả nhà. Y chang luôn à. Mà nó ngọt hơn măng à. Nó béo. Bùi. Nó béo, nó mềm, nó béo. Dạ, bữa nay vàng quá ha. Gà dừa, nướng gà dừa ha. Cho miếng nước vô đây. Quá ngon. Ngon ha. Béo, béo vừa là tốt vừa. Mà cái nhà ăn gà kho sả. Tại gà dừa này nó lâu rồi. Như mình xin chi á, nó không ăn nó không vô. Nó không có dừa nè bà bác, nó mềm. Không chật, chắc không bỏ lại lại vô. Mới gấp cho nó. Cho nó. Sao mẹ? Thôi em xì rồi chứ. Không được. Ăn như gà kho sả kìa. Cắm cho mắm nè, để cho cậu dám. Chỗ chỗ để đắng đi. Cái này chắc là cao lắm á. Chả còn vô trắng biển nội mà mỗi khi mà quay mà bà nội hấu xì bà nội cũng chào các tình yêu lắm nghe ca rồi bữa nay cả nhà thấy xem là biết rồi đó. Tao bệnh rồi.
tao cũng ăn lắm. Ngốc ăn đậu gồng này Dương Ngốc. Dạ. Đậu gồng gấp nha, đậu gồng chấm cái nước kho sả ớt này ngon quá Dương Ngốc ơi. Ăn nó ngon quá. Đậu gồng ngon quá. Hôm nay ăn đây. Ăn canh không? Xem canh vô ăn. Còn ăn cháo không chịu, con Hương đang mua miếng gì về nấu cháo. Con nấu miếng cháo cho nội nha. Nấu cháo thịt bằm. Tối ngày không ăn cũng được. Không ăn biết rồi. Không ăn. Sức khỏe bà cậu ơi. Không ăn là bà bác không có sức khỏe đâu. Không hết bệnh. Bà nội cho chiều chiều rảnh rảnh vô lên trạm vô nó bị. Để chiều mới chở nội lên trạm. Nó bị không hả? Bà cậu bắt đầu bà yếu luôn rồi đó cả nhà. Đã xuống rồi, sức khỏe. Đi mặn quá trời, 95 tuổi rồi, không phải 15 tuổi đâu. Tâm bữa gài nè. Dạ. Không sao đâu, vài bữa nữa con chị nước biển cho nội cái vài bữa nội khỏe lại à. Với bà bác ít ăn á rồi nó thi bao tử nó cũng mệt dữ lắm. Đâu này không ăn. Vô nước biển rồi khỏe lại rồi đừng có đi 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 mặn nữa nghe. Trời ơi. Có một trong ngoài cái chòi đó, chỗ mã đó. Cho tao cái tung chỗ đó rồi tao nằm đó tao nghỉ mần à. Trong nhà tao mần. Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng nghỉ ngơi được chứ đâu cần tiếp còn phải ở đó mới không mần rồi. Nội lớn tuổi rồi nội nghỉ ngơi đi nữa đừng có mần nữa. Để con cháu nuôi. Tính ra con gà mà xào sớm. Ở đây luôn với con ơi. Ngon tôm. Ở đây luôn đi. Ở đây luôn đi con rồi tụi con nuôi nuôi con. Bà bán nhỏ bán nuôi nuôi này. Bà thích măng cỏ thì dẫn sáng dẫn ra ngoài vườn cỏ của cậu hai kìa, cậu hai khỏi cát. Sáng 5 giờ cho ra ngoài rồi tầm 7 giờ thì cậu hai ra giác vừa. Chăm dám cũng là cò đi đâu. Có còn nhỏ mà con thấy ăn cũng có ngon gì đâu. Đứng không có ai được ăn đâu. Không biết ngon. Hôm nay mình cũng dạo này mình cũng quay cái công việc hàng ngày cũng như cũng với bữa cơm gia đình nữa cả nhà nên là không có quay cầu kỳ lắm. Hôm nào để rảnh quảng qua đi rồi đợi góc mưa xuống này cả nhà mình sẽ đi săn bắt bắt ếch bắt cái cá này cho cái này xem nha. Ngon lắm chưa không? Cảm thấy nó nổ được. Nãy trời mưa cái chạy vô lấy đào với đậy củi. Mà giờ mưa không lớn không nha. Nó lớn không trong trời em dọc. Chắc cũng phải mặc áo mưa. Nãy anh bằng hồ quá vô đây nè không có chỗ trốn đâu. Đông quá. Cuối clip thì Hương xin thay mặt mấy anh em trong nhóm Hương Cù Lao trước hết thì con xin cảm ơn cô một mạnh thường quân ở Mỹ đã giấu tên đó, đã lần trước đã cho nhóm con là 1.500 là 1.500 đô, rồi sau này cô gửi thêm cho nhóm được 500 đô nữa là được 2.000 để nhóm cắt cái chòi được cho hoàn chỉnh đó. Thì Hương xin thay mặt mấy anh em xin cảm ơn cô nhiều, chúc cô được dồi dào sức khỏe. Và cũng gửi lời cảm ơn tới các cô chú anh chị gần xa đã xem và ủng hộ cho nhóm từ trước tới giờ. Thì mong rằng trong thời gian sắp tới nhóm mình cũng được cả nhà mình ủng hộ và ủng hộ cho nhóm để mấy anh em có động lực để làm thêm hay hơn và để cho cả nhà mình xem. Vậy mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nha. Tạm biệt cả nhà.